Thắng và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Lúc đó cũng ngây thơ lắm nên mình thích. Tụi mày quen nhau bao lâu rồi mà mày giấu tao? Ba ơi, cho con cưới nhé. Mày có bầu rồi hả? À, bây giờ thì xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên Quỳnh Công Luận, em năm nay 26 tuổi. Rồi cưng đang làm nghề gì? Dạ em đang làm tài xế. Còn em? Dạ em tên là Nguyễn Thị Thu Tuyết, năm nay em 25 tuổi, em đang làm nội trợ. Nội trợ, à, 25 dạ. tuổi. Thế như vậy là chắc có lẽ là chú tài xế này là đang chạy xe thì bỗng nhiên khát nước, dừng lại bên quán nước có một cô gái xinh đẹp và hai người có cái mối nhân duyên từ đó. Đúng không? Dạ. Chết quá. Ủa hai em quen nhau như thế nào, kể anh nghe coi. Dạ cách đây khoảng chừng 4 năm thì em thì có lên trên chợ bán thì phụ ba mẹ em thôi. Rồi anh thì anh bán ở kế bên em. Không, nhưng mà chị hỏi dạ. nè, em bán cái gì? Dạ em bán rau ạ. Em này bán cái gì? Dạ em cũng bán rau. Bán rau luôn? Dạ. Bán rau. Mối tình rau củ quả đúng không? Dạ. Dạ. Nhưng mà bạn này mà thỏ thẻ anh về sao bán lại bạn này đúng không? Cũng bán rau, cũng bán rau. Hai người có bán gần nhau không? Dạ bán gần dạ, nhau gần. Nhưng mà gần cái... nhau có chửi lộn nhau không? Dạ, dạ không, đâu có cạnh tranh đâu ạ. À. Không cạnh tranh. À bên này bán rau bún, bên này bán rau nhút. Em bán rau thuộc những loại rau khác, còn anh là bán rau xuất xứ ngoài Đà Lạt cơ. Ồ. Dạ. À thì không đụng hàng mới có. Dạ đúng rồi, không đụng hàng. Chứ cạnh đụng hàng là lớn quá, bây giờ đâu còn là vợ chồng không. Đó rồi một tháng sau thì anh mới rủ em đi hát karaoke. Thì lúc đó chỉ có một mình em với lại con bạn em là con gái, còn lại là đến bốn chàng trai. Đó rồi sau đó sau khi hát karaoke về, tự nhiên đến bốn chàng trai nhắn tin cho em. Anh này thì anh cũng nhắn tin nhưng mà anh chỉ có hỏi thăm, còn ba chàng trai kia thì đột nhiên tỏ tình với em. Em thì em sau cái buổi đó thì em cũng có ý với anh này rồi, nhưng mà không thấy anh tấn công. À. Mà ba người kia tự nhiên mình không thích, tự nhiên cái tỏ tình với mình. Ờ, nhưng mà lý do gì em thích bạn này? Thấy anh nó cười nụ cười duyên. Sao cười có ái cha duyên vậy ạ? Còn em sao? Ấn tượng sao? Dạ nói chung thì lúc em gặp vợ em thì vợ em mới vừa ra trường á. Xong rồi lên phụ ba mẹ thì lúc đó cũng ngây thơ lắm nên em cũng thích. À thích cái nét ngây thơ. Ủa nhưng mà hai bạn bao lâu thì mới bắt đầu quen nhau? Cũng khoảng chừng một tháng ạ. Rồi gia đình biết không? Tụi em giấu gia đình. Lý do? Dạ tại vì ba mẹ em không có thích anh. Ủa sao ấy? Lý do luôn. Hồi lúc mà em chưa quen với vợ em á thì có đôi khi ở chợ nó hay va chạm đánh nhau đồ này kia á, chứ mấy ông anh thì cứ va chạm với người ta suốt à. Mình thấy vậy thì anh em ruột thịt trong nhà cũng không có bỏ được. Rồi xong rồi cứ nhảy ra rồi giúp. Thì nói chung thì bán ở gần ba vợ em á. Thì ổng thấy đánh nhau như vậy đó, ổng không thích. Dạ. Rồi vậy thì lúc mà quen nhau mà không được tỏ tình với nhau vậy rồi gặp nhau rồi để tỏ tình. Gặp sao? Lén gặp sao? Nào? Vợ em nó hay đi giao hàng. Rồi xong rồi hai đứa hẹn nhau ở ngoài rồi nói chuyện chút xíu tầm chừng 5-10 phút gì đó thì lại vô. Rồi nếu như không giao hàng thì sao gặp nhau đâu? Em xin đi vệ sinh. Ờ, xong lại hẹn nhau. Dạ, đúng. Rồi đến bao lâu thì gia đình giấu được bao lâu? Thì cái lúc mà em xin đi vệ sinh á, mà lúc đó có nhiều chuyện để nói quá, không nỡ vô, xong rồi cứ ngồi cù cưa vậy đó. Cái ba em mới đi kiếm. Rồi vô gặp. Cũng thấy lúc đó em sợ quá em lại trốn mà bị phát hiện. Cái ba em mới la kêu là tụi mày quen nhau bao lâu rồi mà tụi mày mày giấu tao. Thì em cũng nói là em đã quen được 3-4 tháng rồi. Xong rồi ba em cấm, không có cho em lên bán trên chợ nữa. Bắt em ở nhà, không cho em ra đường. Rồi lúc đó là không gặp được nhau luôn. Dạ đúng rồi. Trong thời gian ngăn cấm vậy cách nào mà em gặp được vợ em? Mỗi lúc mà em bán xong á rồi em xách xe máy em chạy về Gò Vấp. Ờ. Rồi hẹn vợ em ra, hai đứa ra nói chuyện chút xíu gì đó thì em lại về. Nhưng mà bên gia đình em á có cấm em quen với cô nào? Lúc đầu á thì ông có cấm, nhưng mà tới sau này á thì tới sau này mới cấm. Tại vì á là lúc trước á thì ba em với lại ba vợ em là hai người bạn thân cũng bán buôn chung vậy đó. Rồi cũng hay nói chuyện uống cà phê đánh cờ tướng đồ. Rồi xong từ lúc mà biết hai vợ chồng em quen nhau xong cái ba vợ em không có nói chuyện với ba em nữa. Rồi ba em cũng buồn, ba em kêu thôi nếu mà vậy thôi thì ba em không cho quen luôn. Ờ, tự ái luôn. Dạ. Rồi em buồn không? Trời ơi. Dạ buồn. Là mình quen nhau mà không có đến được với nhau mà nó cứ vì những cái chuyện mà nó không có gì nên em cũng thấy lúc đó mình cũng suy nghĩ lại là biết gì hồi trước cũng đừng có giúp đỡ anh em nào này kia đánh nhau làm gì. Cũng buồn. Xong rồi em mới nói là bây giờ ba mẹ em làm dữ quá. Bây giờ nếu như mà anh muốn tiếp tục á thì mình lại phải giấu gia đình tiếp.
Đó thì sau đó em mới về nói với ba mẹ em tụi con đã chia tay rồi. Và sau đó thì tụi em lại tiếp tục giấu gia đình và lén lút quen nhau. Lén được bao nhiêu lâu nữa? Chừng 1 năm rưỡi nữa. Rồi sau đó làm sao mà cưới nhau được? Sau đó là do bác sĩ. Tôi thấy cái bạn vừa là biết rồi. À, là tức là bác sĩ biểu cưới đúng không? Dạ. Rồi lúc đó nói chuyện với ba mẹ là bác sĩ biểu cưới thì là ba mẹ phản ứng sao? Anh mới nói chuyện với lại bên ba mẹ chồng em trước. Thì hai bác cũng nói là hai bác thì không có ngăn cấm gì. Nhưng mà nếu gia đình con chấp nhận thì hai bác sẽ chấp nhận. Cho nên con về con nói với ba mẹ con đi. Nếu ba mẹ con đồng ý thì mai hai bác sẽ xuống nói chuyện. À. Dạ. Rồi em về nói với ba em như thế nào? Nhắc lại mà tim em còn đập thình thịch. Lúc đó em về nhưng mà em không có dám nói. Ba em thì nằm ở trên lầu. Em cứ đi lên rồi lại đi xuống, đi lên rồi lại đi xuống. Nhưng mà cũng ráng nói với ba em: ba ơi, cho con cưới nhé. Cái ba em mới quay lại: mày có bầu rồi hả? Ồ, công nhận ba siêu vậy. Dạ, rồi ba em cũng im lặng, đánh đo suy nghĩ. Rồi xong sau đó hỏi em là: thế trên nhà đó như thế nào? Thì em cũng nói lại cái câu mà ba chồng em đã nói. Thì ba em mới nói: vậy thì mai kêu ông bà xuống đây đi. Rồi sau đó thì mối quan hệ của hai người sao? Hai ông bà. Hai ông bà. Hai ông bà giờ còn hơn hai anh em ruột. À, hay quá. Bây giờ tụi em có muốn cảm ơn hai ba hay là muốn nói điều gì với ba của mình không? Ba vợ, rồi ba chồng. Dạ, trước tiên thì con cũng muốn gửi lời xin lỗi hai bên cha mẹ. Vì tụi con đã lén lút quen nhau mà không cho ba cha mẹ biết. Và con cũng gửi lời cảm ơn vì đã không bỏ rơi tụi con. Cũng cứ mang tụi con đến tận ngày hôm nay. Con lớn. Thì trước tiên thì em cũng nhờ đài chuyển lời đến ba mẹ của em và ba mẹ vợ của em. Cảm ơn ba mẹ hai bên đã thương tụi em mà cứu vớt đời tụi em. Đây là một chú rể rất là giàu tình cảm. Rồi giờ qua chuyện lấy nhau đi, vui rồi. Chuyển đến cái giai đoạn là sau khi cưới nhau đi. Đúng format luôn nè. Đó là bây giờ chồng em nó có những tính xấu gì không? Thứ nhất là ngủ nướng lắm. Ngủ mà đến giờ kêu dậy rồi mà nhất định không chịu dậy. Trong khi đó em đã gọi là đến 4-5 lần rồi: anh ơi dậy đi làm. Ừ anh biết rồi. Em là hả, em tức lắm. Em mới nhảy lên trên người. Em dậy. Nó dậy đi. Rồi vậy quạo với em. Quạo ngược lại với em. Kêu em từ từ coi. Em mà kêu vậy anh không có dậy đâu. Rồi tới lượt em kể cho anh nghe đi. Những cái tính xấu của dạ. Lúc mà hai đứa quen nhau thì Chí hiền lắm. Cưới nhau rồi xong về Chí dữ quá. Có đôi khi em chạy xe đi tỉnh á, khuya 1-2 giờ em mới về. Sáng thì làm sao mà dậy sớm được. Nên nó là hay ngủ nướng. Mà vợ em cứ hay quát lắm, không biết thương em gì hết. Nghe đứa buồn. Rồi sao? Rồi công việc làm ở nhà chắc vợ em làm hết luôn. Vợ em ở nhà chỉ làm bằng cái miệng không à. Cứ mỗi khi mà mẹ vợ em mà hay nhờ làm cái gì á, rồi xong cái nó bát qua cho em vợ em làm. Là lười hả? Dạ. Ủa dạ, nói luôn luôn. Rồi sao? Có ghen không? Ghen lắm anh ơi. Mà đã vậy chồng tài xế nữa. Dạ đúng rồi, tại em có cơ sở em mới ghen. Ngày xưa cái lúc mà em còn có bầu á, đến Tết là không có về quê được. Thì anh mới về một mình. Thì em mới hỏi là hôm nay anh đi đâu chơi. Thì anh cũng nói là anh đi qua nhà ông bà hàng xóm này kia thôi. Thế em mới nói là thế có đi với cô nào không? Thì nói là không. Về đến nhà em mở điện thoại ra thì chụp hình với cô bồ cũ. Wow, rồi sao? Dạ em mới hỏi thế tại sao mà lúc hỏi thì lại giấu. Mà bây giờ mở hình ra là họ lại đi với lại con nhỏ này. Thì anh mới nói là bạn bè lâu ngày không gặp thì đi uống cà phê một xíu thôi. Em mới nghĩ là chẳng hạn như có bạn bè hay gì á thì cũng phải nói thật cho mình biết chứ tại sao phải giấu. Đó, thì em cũng nổi điên lắm. Rồi em họ xóa hết hình luôn. Có giọng ổng cái không? Dạ, đánh nhau luôn hả? Cũng thường ai thắng? Đánh là vì ghen thôi phải không? Dạ, xong rồi nhiều khi cãi nhau cũng đánh nữa. Nói chung không ai thắng hết tại vì con bé nó khắc. Có khi nào vợ em ghen với cái khách mà em chở đi không? Cũng có chị, nhưng mà kiểu như là ghen phong long thôi à. Mỗi hôm mà em đi làm về rồi xong rồi em mệt quá rồi không có chơi với con cái được á, rồi em nằm ngay em nghỉ á. Rồi xong cái vợ hay nói này nói kia. Tôi biết lúc này ông làm tài xế rồi xong rồi quen cô chân dài chân ngắn rồi này kia nọ, rồi về nhà không thèm quan tâm gì tới tôi. Nhưng có mà... khi nào em bị vợ gọi điện bắt phải mở video call? Có luôn. Kiểu như là chỉ gọi video call á. Rồi xong rồi chị hỏi đang làm gì thì em nói là đang nằm thôi, cũng không làm gì. Xong rồi chị cứ hỏi là nằm ở đâu mà sao nghe im ru vậy, không nghe gì hết.
Xong rồi em nói thì nằm trên xe chứ nằm ở đâu. Xong rồi chỉ kêu nằm xe đâu đưa gội xôi vòng 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 vòng. Vòng vòng phải không? Dạ, xôi vòng vòng cho chị coi. Chắc phải là cái xe là mới được. Dạ đúng rồi chứ ở đâu mà im ru được. Em có một chi tiết mà em dở em phải biết bắt mẫu cốt ra. Rồi có dấu cái con cốt mà em. Rồi giờ sao giờ mong muốn thay đổi gì? Thì em muốn anh đó là quan tâm vợ con xíu, chẳng hạn như về hung vợ cái cũng được. Rồi hoặc là chơi với con chừng 5-10 phút thôi cũng được. Chứ đi làm về mà cứ ngủ thôi chứ không có biết vợ là ai, là con là ai hết. Nghe chưa Luận? Dạ. Nói tới Luận thì sao? Mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Mong muốn vợ em cố gắng làm sao giúp đỡ ba mẹ vợ em phụ việc nhà đồ này kia. Rồi xong rồi làm những cái món này kia để mà biết sau này còn lo cho con cái nữa. Mong muốn vợ gọi là công dung ngôn hạnh chút xíu nữa. Dạ. Đó, còn vợ thì mong muốn chồng lãng mạn hơn trước. Nói chung là hung vợ ôm vợ chút xíu. Thực ra em đâu có mất thời gian nhiều, đúng không? Dạ. Với con cũng vậy thôi, chị nghĩ cái vấn đề này nó cũng không có gì mà lớn lao. Dạ. Chị thấy hai đứa đều có thể sửa được hết á. Dạ. Em sửa dễ hơn là vợ em á. Dạ. Hiểu không? Vợ em sửa còn phải có thời gian. Dạ. Giờ chịu khó học nấu ăn đi. Rồi dọn dẹp nhà cửa phụ cho mẹ mình. Em cũng hai đứa cho nên cũng lo cho hết cho tụi nó rồi, cũng không có nhiều thời gian. Không, mà nhiều khi em làm những cái đó đó, con em nó bắt chước em mốt là nó là một trợ lý đắc lực cho mẹ trong chuyện dọn nhà luôn á. Dạ. Ha. Chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ. Dạ. Chào hai em. Dạ. Cảm ơn. Nó thích hai nên nó cũng nhìn nội thôi. Còn về như là anh thích em, mà có thật lấy không. Tất cả mọi chuyện em như chủ động hết. Ai bác sĩ khám nên là em khó của con. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp tiếp theo một cặp vợ chồng thứ hai. Họ sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện thú vị gì đây. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuần, chị Hồng Vân. Em là Trần Văn Hải, 26 tuổi, nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Hải quê ở đâu vậy? Em ở Nghệ An. Còn vợ Hải? Em tên là Hồ Thị Hai, năm nay 21 tuổi, nghề nghiệp là công nhân. Mới có 21 tuổi? Dạ. Ồ, nhỏ xíu xíu vậy đó. Đây 26 tuổi. 26 đúng không? Ừ. Ủa Hải, hai em là ở Sài Gòn hay là ở Nghệ An? Dạ. Ở Sài Gòn ạ. Ở Sài Gòn. À, là ở Sài Gòn thôi nhưng mà là quê hương là Nghệ An. Dạ, quê em ở Gia Lai. Gia Lai ạ. Gia Lai. À. Dạ. Tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Em lại yêu nhau được 3 năm rồi. Coi như là ngưỡng cửa cuộc đời bước vô là đã lấy chồng rồi. Dạ. Thế thì mối tình Hải Hài như thế nào? Gặp nhau mà ở hai đâu? Bạn gặp nhau ở đâu, quen nhau ra sao? Dạ, em ở xã Phong Trò, xã Bách ạ. Là hai bạn ở xã Bách nhau. Dạ. Dạ. Lần đầu tiên em gặp Hài thì như thế nào Hải? Dạ, lần đầu tiên gặp thì cũng thấy vợ là trăng trẻo, dễ thương nhưng mà được cái là chưa có lời gì hết. Gì? Em dối lòng. Dạ. Chị nhìn vợ em chị còn thấy xốn sang chứ đừng tại nói. Tại lúc đó em còn ít tuổi quá mà chưa có xác định yêu đương gì hết. Rồi em thì sao? Em gặp Hải thì sao? Lúc đó em mới thất tình á, xong quê cũng bị hết trơn. Cũng không để ý luôn. Dạ. À, lúc rồi. Đó em bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc đó 17 tuổi. À, 17 tuổi là mối tình học trò đó. Ừ, cho nên là cũng dễ sốc lắm. Rồi. Buồn á. Rồi sao nữa? Làm sao mà quen, làm sao quen nhau được? Do ở Sạch Bách á, hai người là đi làm về chúng buổi tối rảnh quá rủ nhau đi dạo bộ, đi chơi, đi ăn tre thì mình cảm thấy mệt người ta hơn. Thế thì anh này là người chủ động tỏ tình với em đúng không? Dạ không, em là người chủ động tỏ tình ạ. Em là người chủ động tỏ tình đó hả? Dạ. Oh. Anh này em phải đặc biệt như thế nào thì em mới chủ động tỏ tình chứ? Dạ không phải là mẹ chị ở quảnh đỏ cứ nói vợ em là nó thích hai nên nó cũng dầm nội thôi. À. Dạ nên em cũng tò mò em mới về em mới nhận tin em hỏi mẹ chị xung quanh cứ nói là có vẻ như là anh thích em mà có thân vậy không? À. Đó, lúc đó anh mới dặm nói là thằng ra là có thích. Nhắn tin thôi đúng không? Dạ nhắn tin. Đâu đâu có dám đối diện để nói chuyện hả? Dạ. Rồi sau rồi chính thức khi mà nói chuyện qua điện thoại rồi thì hai đứa trong thời gian yêu nhau rồi cưa cẩm nhau sao? Mấy lúc đầu thì tất cả mọi chuyện em đi chủ động hết. Lý do sợ hay sao? Nhát quá. Nhát quá hả? Dạ. Em hơn bạn này tới 4 tuổi lận mà. 5 tuổi. Ừ, 5 tuổi. 5 tuổi. Hơn 5 tuổi mà nhát vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, giống như trai mới lớn vậy. Trai tính. Trai tính đó. Trai tâm. Điếu rồi không tín nè. Hãy nghe nè. Rồi hai vợ chồng lúc đó rồi yêu nhau ra sao? Quen rồi dần rủ nhau đi ăn tre không mà. Rồi bao em... lâu thì cưới? 2 tháng là về là ba mẹ là làm đồng hồi. Làm đồng hồi mà ai gợi ý mà đám
Dạ thì là bên gia đình em là không thích tìm hiểu nhiều. Vì thế nếu như công việc ổn định, tính tình được là em cưới rồi. Tụi em có em bé chưa? Dạ rồi. Trời ơi, vậy mình nhỏ xíu ha. Giống như là mới ra trường vậy đó. Lúc mà trước khi cưới á, nó có suôn sẻ không? Hay là nó có chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia? Dạ có ạ. Lúc sau đầm hỏi mẹ em là nói là con gái là trước khi mà đi lấy chồng á là phải coi thử đường sinh sản mình nó có tốt không. Sau này sợ gặp chuyện, xem mẹ mới đưa ra Huế là đi khám coi thử là sinh con được không. Dạ. Xong rồi ra ngoài bác sĩ khám mới nói em khó có con, bị buông trứng đa nang. Đa nang buông trứng. Đa nang hả? Rồi lúc đó như thế nào? Dạ lúc đó thì chờ hai mẹ con ai cũng chờ đó, lo. Em thì nghĩ trong đầu này nếu như có con thì tốt nhất là đừng cưới. Là em nói với chồng dạ. Như vậy. Vâng, và lúc đó đòi chia tay. Em thì cũng hơi bị sốc, nhưng mà chồng lấy lại tinh thần và đồng viên vợ. Nói là giờ nếu mà khó có con đi chăng nữa thì mình vẫn cưới nhau đi. Nếu mà có chuyện gì mà không được thì mình xin con nuôi vậy. Rồi xong mình nói vợ là mình cứ sống mà có phúc thì trời cho con thì mình được hưởng thôi. Và trong cái thời gian đó thì hai vợ chồng cố gắng chữa bệnh và cùng may mắn là có em bé. Vậy là mừng quá. Dạ. Bây giờ là em bé được mấy tuổi? Dạ. Em bé được 3 tuổi. Tức là hơn 2 tuổi. Là có liền luôn hả hay gì? Đúng rồi, trong thời gian đó chưa đám cưới mà là có em bé. Là anh hiểu vấn đề rồi. Vậy thì khi mà có em bé rồi chắc chắn là hai gia đình đồng ý chưa? Ba em rồi dần lắm, nói là giờ không cho cưới, giờ đuổi thằng cả em này bên nhà chồng là không có gặp mặt đâu luôn, là đuổi luôn. Lý do? Tại vì ông chưa biết bệnh tình của vợ lúc đó. Là phong tục của người Huế là muốn là giữ tròn cho con gái đến lúc ngày cưới là không được có bầu. Ông hung hổ lắm, nói là làm như vậy mất mặt gia đình hai bên nữa. Đến bao lâu thì ba em mới biết được chuyện? Gần tới ngày cưới á, mẹ chồng điền nói chuyện là giờ con bé nó có bầu vậy rồi mà biết là có bệnh chứ không phải là cố ý làm như vậy. À, lúc đó ba có thông cảm liền không? Dạ, lúc đó ba em cũng dìu nên cũng cho cưới. Vì đó thì ông thông cảm, ông bắt xe từ Gia Lai ra Nghệ An chọn ngay đám cưới luôn. Rồi bây giờ ba vợ có thương càng rể này không? Hơn cả thương. Hơn là thương luôn. Quý con rể hơn con gái chứ. Biết cực kỳ đúng không? Thế là bây giờ là quý con rể hơn con gái luôn. Dạ, tuyệt vời chứ đúng không? Rồi vậy là vượt qua bao nhiêu gian khổ mới lấy được nhau như vậy thì dạ. Chắc là trong cuộc sống tụi em chắc mỹ mãn về nhau lắm hả? Dạ. Chắc phải hỏi Hài trước đi. Từ lúc em lấy anh về có tính xấu giọng hả? Lúc đầu thì không biết, nhưng cưới về rồi mình biết là cổ hủ á, giống như mấy người thời xưa vậy á. Là hãy xem ngày xem giờ phong thủy đó, đi ra ngoài là phải đi giờ hơn, nhưng mà giờ đi giờ kém đó. Giờ hơn là đi trước á, đừng có đi bị trễ đó. Cái này hẹn 9 giờ thì 9:30 hoặc 9:20 ví dụ vậy đó. Hiểu rồi. Rồi. Vậy lại là không thích vợ làm đẹp chân diền, nói chung là mảng đồ ngặn hở hang là không cho bất cứ gì hết trơn á. Không thích. Sao trái ngược hồi nãy cố cái dây của người ta vậy mà ông kéo xuống đây mà. Giờ thay đổi rồi đó. Chứ nếu mà còn như hồi xưa chắc là bắt phải trùm cái mền này. Đúng không? Chứ chồng của em bắt em mặc sao? Thích gãi là áo sơ mi, tóc không nhuộm, không uống, là chúng phải màu đen, dài vậy, dụng mày cô thiếu nữ thời xưa vậy. Mà lúc yêu có cấm? Dạ lúc yêu thôi đó, không sợ nói, không? Thoải mái lắm, cũng thấy băng về vấn đề đó. Chỉ là đi chơi em trang điểm bao nhiêu cũng đời được hết á, nhưng mà đến khi cưới nhau về là không cho. Có được đánh son không? Son cũng cho đánh luôn, này đánh son nhiều hư môi. Không cho đánh mà chúng cứ đơn giản, ông nói chỉ cần đẹp tấm hôn thôi, không cần đẹp vẻ bên ngoài. Rồi lúc em yêu á thì vợ em làm vậy sao em không nói? Tại cái thời gian yêu mình chưa chắc chắn được người ấy là của mình. Có nghĩa là cái tâm lý là lúc đó là chưa biết phải của mình hay không, cho nên cứ kệ vậy đi. Khi là của mình rồi là cười phải... về mình chỉnh xấu mà. Kể tiếp đi ông, còn cái tâm còn gì đó không em? Hay ghen. Ghen bỏng, ghen giỏ không à. Đi làm về thì ở công ty thì gặp mấy anh hay chọc vô rửa thì em về kể bình thường vậy thôi. La nổi nóng. Không chịu nghe. Cứ dạ lơ đi đâu vậy. Ủa sao ghen dữ vậy Hải? Tại vì nhiều lúc nói chuyện ở nhà không nói nắng nghe, mà nói chuyện người khác á, mà say sưa lắm, đam mê lắm, kể nhiệt tình lắm. Bởi vậy em chẳng có thích. Mà nhiều khi nhà đâu khi không có gì đâu kể. Ví dụ như trong đi làm về thì hỏi thăm trong làm này áp lực hay không, khỏe không, làm ở đâu chẳng hạn. Thì hỏi hoài biết đâu nó cũng nhà.
mà không ổng cho nói chuyện ở ngoài đúng không? Dạ, nội tâm lai em chẳng thích. Rồi còn tính gì nữa? Nhảy á, chọc vợ nổi nọng lên, ngồi cứ vẹo hay chọc gì làm em phải nổi nọng lên, hoặc em đang làm cái gì cứ tới phá, cầm điện thoại cũng phá vậy. Tới khi nào mà em quay lại mà nói nhẹ nhàng á thì ông chiều dân con mà càng nổi nọng là ông càng chọc, cứ muốn người khác nổi điên lên mới vui được. Mỗi lần nổi điên lên là làm chui quạt mặn vậy đó. Rồi bây giờ tới em đó, nãy giờ nói em quá. Đây vợ có tính xấu gì? Nọng tính, tiêu xài hoang phí, với lại hay đăng lặt vặt lên Facebook, nghiền online lắm. Chuyện gia đình của người ta đang cài nhau om sòm, vợ là thấy trong cái tâm lý mà người thấy người phụ nữ thiệt thòi quá, lên Facebook mà đăng status nói là lấy chồng là khổ rồi mà lại nhầm chồng còn khổ hơn, làm lúc đó em toàn hưởng gạch đá của người ta không à. Con chuyện hàng xóm mà đưa lên trên này. À vậy hả, tức là cắm cảnh cái chuyện của gia đình hàng xóm rồi, xong rồi đưa ta lên status của mình à. Thành ra cuối cùng mọi người hiểu lầm cái tưởng lòng này. Dạ. Mỗi mỗi lần mà Hài nóng tính lên thì Hài làm gì? Quánh em hay là đập đồ? Thì có quạt lên chứ giảm đập gì đâu. Quạt lên quạt sao em đâu? Em đừng em lá làm chửi em, mỗi lần mà cãi nhau to là em cứ càng mở cửa ra cho người ta thấy vậy. Em mở ra cho người ta biết ra là làm sai để vợ phải nổi nổi nóng nơi này kia vậy á. À, mà có khi nào mà em mở cửa ra bà con sớm bu lại tổ trưởng dân phố tới coi luôn không? Cứ thể mở cửa ra là ông khép cửa lại, mở cửa ra ông khép cửa lại. Ông đừng sơ đó. Rồi mong muốn thay đổi đi. Mong muốn ừ. Em mong muốn vợ em thay đổi điều gì Hải? Chị muốn vợ là tiêu xài hợp lý hơn trong gia đình mình. Tiêu xài hợp lý đó nha. Là nghe chồng nói. Còn Hải? Bỏ cái tính mà muốn chọc người khác nổi điên lên mới thấy thỏa mãn người mình vậy. Chị có vui vậy. Đừng cổ hủ quá. Dạ, thoải mái đơn giản hơn thôi. Bây giờ vậy nè, hai bạn này á, thực sự giống như là hai cái trang giấy trắng vậy đó, nhất là em á. Cho nên á, chị nghĩ như vậy nè, tụi em phải cập nhật hơn nữa những cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống vợ chồng, cái cách mà để mình có thể hòa hợp được. Đã. Thì chị nghĩ là tụi em phải thêm những kiến thức như vậy nữa. Mà nếu mà rảnh rảnh á, thì coi đi coi lại cái vợ chồng son đi trên YouTube á. Rất nhiều những cái bài học mà những cái kinh nghiệm của những cặp vợ chồng trẻ cũng như hai bạn á, để mình rút ra được những cái mà mình sẽ phải vướng phải để mà mình giữ được cái mái ấm của mình. Tại vì thực ra tụi em thì lại lấy nhau gần như là mối tình đầu, coi như mình cứ coi như là như vậy đi, thì chắc chắn tụi sẽ gặp nhất nhiều những cái mà nó sẽ đến trong cái cuộc đời của mình. Do đó mà mình lường trước để làm chi, để mà mình phải biết cách để mà mình giữ nhau. Đồng thời là mình học cách làm vợ nhiều hơn nè, mình học cách làm chồng nhiều hơn nè, rồi lại phải học cách làm cha, cách làm mẹ, rồi cách làm con nữa, phải học nhiều lắm. Chị nghĩ là cuộc sống tụi em sẽ rất là hạnh phúc và ổn định nha. Túm lại là hai vợ chồng cùng học và nên coi vợ chồng son nhiều hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn tụi em. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý, mời các bạn đâu lưng lại. Nghe kỹ câu hỏi nha. Quay lưng lại. Vợ chồng bạn thích đi du lịch ở đâu nhất? Lực, quay lại cưng. 1, 2, 3. Vợ chồng Lực thích đi đâu? Thái Lan. Hay. Vợ chồng bạn thích đâu? Nha Trang. Hay. Rồi, xin mời hai bạn chú rể đối mặt nhau, quánh bù xì. Chuẩn bị, 1, 2, 3. Rồi xong. Mời cặp vợ chồng của Lực chọn đi, màu gì? Màu vàng, ở bên này. Màu đỏ. Rồi em qua đi, của anh ấy hưởng đi. Xin mời quý vị cùng đếm nha, thử với chị Vân mở trước. 1, 2, 3, mở luôn. Bạc. Wow. Rồi, mời hai cặp vợ chồng chúng ta mở nào. 1, 2, mở.